Xin chào mọi người ạ, hôm nay mình có xin được feedback của một bạn khách hàng làm dịch vụ điều trị viêm lông phần 1/2 tay trên của bên viện thẩm mỹ Ron nhé. Hôm nay bạn ấy đã làm được 2 lần rồi và quay lại kiểm tra dưỡng và làm những cái phần tiếp theo. Mọi người có thể nhìn thấy hình ảnh trước khi bạn ấy làm dịch vụ bên mình nhé. Đó, rất là nặng luôn. Và hôm nay mọi người cùng nghe cảm nhận của bạn khách hàng sau khi điều trị viêm lông bên mình được 2 lần nhé. Chị chào em. Hôm nay em qua làm dịch vụ viêm lông lông bên chị được lần thứ mấy rồi em nhỉ? Lần thứ hai ạ. Sau 2 lần thì em cảm nhận phần viêm lông của em như thế nào? Em thấy da mịn hơn và sần, không còn sần nữa. Da mịn hơn và không còn sần. Rồi trong quá trình làm thì em có cảm thấy đau đớn hay là rát gì nhiều không em? Dạ cũng chịu được, không đến mức đau quá. Không đến mức đau quá. Thế thì sau khi làm thì em thấy phần viêm lông của mình đỡ được bao nhiêu phần trăm rồi em nhỉ? Chắc tầm 70-80%. 70-80% rồi đúng không em? Đó. Thì hôm nay em qua làm tiếp phần lưng và phần vai đúng không em? Đó, mọi người có thể nhìn thấy nhé, phần viêm lông của bạn khách hàng này rất là nặng. Đó, sau khi điều trị bên em được 2 lần nên mọi người có thể nhìn thấy này. Đấy, viêm lông lông đỡ rất là nhiều. Đã sáng và mịn hơn, giảm được 80-90% rồi nhá. Đó, về nhà thì em có phải kiêng khem gì nhiều không em nhỉ? Dạ không ạ. Ăn uống bình thường. Ăn uống bình thường đó. Đó, mọi người chị em nào mà đang gặp phải cái tình trạng viêm lông lông như bạn khách hàng này ạ. Bạn này thì quê thì ở tận Ninh Bình cơ. Một tháng thì bắt xe lên đây một lần để làm đấy ạ. Đó, và chị em nào mà đang gặp khó khăn hay là chưa biết tìm cái dịch vụ điều trị viêm lông lông ở đâu ấy ạ, thì có thể xem trực tiếp các video bên em để đăng ký làm dịch vụ, comment số điện thoại để các bên chuyên viên bên em sẽ gọi điện tư vấn trực tiếp cho mình nhé.